Thưa quý vị, sau đây là phần tiếng địa phương. Thành phố Los Angeles xây chung cư cho những người vô gia cư, mỗi căn tốn tới 600.000 Mỹ Kim. Buổi lễ khánh thành rầm rộ một tòa nhà cao tầng tại trung tâm thành phố Los Angeles vừa được tổ chức vào hôm thứ Tư để dùng làm chốn nương thân cho những người vô gia cư. Theo đài truyền hình ABC số 7 loan tin, có 278 căn chung cư trong tòa nhà 19 tầng này được gọi là tháp Wenka Tower, Tòa nhà được xây cất nhằm mục đích giúp đỡ cho những người không có chốn nương thân tại Skid Row. Và đây sẽ là đề án trợ giúp gia cư lâu dài lớn nhất ở Los Angeles. Tòa nhà này sẽ có một tầng hầm làm văn phòng dành cho các nhân viên đảm trách hồ sơ. Ngoài hàng loạt các tiện nghi như là phòng tập thể dục, phòng trưng bày nghệ thuật, phòng âm nhạc, phòng máy điện toán và cả thư viện. Cư dân tại đây sẽ được tận hưởng 6 balcony chung và một tiệm cà phê. Wega Tower được coi là khu nhà ở giá rẻ, thế nhưng chi phí để xây dựng cũng lên tới 165 triệu Mỹ Kim. Một tòa nhà mới cũng đang được Quỹ gia cư tiểu bang tài trợ và 56 triệu Mỹ Kim tín dụng thuế của tiểu bang. Tất cả các chung cư đều đã được trao cho những người vô gia cư, và giờ đây, khi giấy chứng nhận đủ điều kiện được ban hành thì những người thuê nhà có thể dọn vào để cư trú. Thiếu nữ Orange County thiệt mạng khi chơi jet ski ở Illinois Một thiếu nữ ở Orange County và một cô gái khác thiệt mạng khi chiếc jet ski của họ tông chiếc thuyền dưới hồ nước ở phía đông bắc Illinois, theo cảnh sát loan báo. Vụ tai nạn được báo cáo vào khoảng 5 giờ 15 phút chiều thứ ba dưới hồ Mary, hồ nước nối với hệ thống thủy lộ trên Olex. Vụ tông xảy ra khi thiếu nữ 16 tuổi ở Lake Forest quận Cam, đang lái chiếc jet ski Yamaha Wave Runner chở cô gái 13 tuổi ở Long Grove, Illinois. Chiếc jet ski lao rất nhanh về phía chiếc thuyền, khiến cho người lái thuyền không thể né nên hai chiếc đụng nhau. Hai cô gái đi jet ski bất tỉnh và bị văng xuống nước. Nạn nhân đều mặc áo phao. Bốn người trên chiếc thuyền lập tức vớt hai cô gái lên sơ cứu rồi gọi 911. Cả hai được đưa đến bệnh viện ở Libertyville và qua đời ở đó. Cảnh sát không nêu tên hai cô gái. Thưa quý vị, sau đây là bản tin cuối liên quan tới tình hình thời tiết tại miền Nam California. Miền Nam California sẽ có thời tiết khô ráo và nóng vào cuối tuần này. Miền Nam California dự trù lại sẽ có thời tiết khô nóng vào cuối tuần khi một hệ thống khí áp cao lan tới, khiến cho nhiệt độ tăng dần lên. Một số thành phố có thể nóng hơn 100 độ F vào ngày mai thứ bảy đó là theo nhật báo Orange County Register loan tin hệ thống khí áp cao còn gọi là vòm nhiệt đi qua khắp vùng trung tây trước đây trong tuần này và dự trù sẽ ở lại tiểu bang texas tới cuối tuần ông Mark Moody là chuyên gia về khí tượng học quốc gia cho hay Mặc dù hiện nay chưa rõ sức nóng của vòm nhiệt này cao tới cỡ nào, thế nhưng có thể lan tới miền Nam California, khiến cho nhiệt độ ở vùng nội địa như là Inland Empire và nhiều nơi khác tại quận Cam cũng tăng theo. Inland Empire dự trù sẽ nằm trong số những nơi nóng nhất. Một số thành phố ở đó có thể nóng hơn 10 độ F. Nhiều thành phố ở quận uh, Riverside như là thành phố Moreno Valley và Jirupa Valley sẽ nóng hơn 85 độ F vào hôm nay thứ Sáu, rồi sẽ nóng tới 95 cho tới 99 độ F vào ngày mai thứ Bảy. Đến ngày Chủ nhật thì nhiệt độ ở quận hạt Riverside có thể sẽ giảm nhẹ. Nhiệt độ cao nhất ở Golden Hills, Monrovia và một số thành phố tại vùng nội địa ở quận hạt Los Angeles có thể lên tới khoảng 85 độ F vào ngày hôm nay thứ Sáu. Đến ngày mai thứ Bảy thì nhiệt độ cao nhất ở quận hạt Los Angeles dự trù sẽ từ 90 cho tới 95 độ F. Không khí sẽ nóng hơn, khô hơn, có thể gây ra nhiều vụ cháy rừng, đặc biệt là sau khi lượng mưa mùa đông vừa qua chỉ ở trên mức trung bình không cao. Còn riêng tại quận Cam, các thành phố như Newport Beach và Huntington Beach có thể ấm lên đôi chút vào khoảng 75 độ F vào cuối tuần. Còn các thành phố như là Anaheim, Fullerton cùng với các thành phố nội địa khác có thể nóng hơn nhiều, từ khoảng 80 độ F vào thứ Năm cho tới khoảng 87 độ F vào thứ Bảy. Đến tuần tới thì nhiệt độ ở quận Cam dự trù sẽ không thay đổi nhiều. Thời tiết khô nóng sẽ tiếp tục tới khi mà vòm nhiệt ra khỏi miền Nam California.